kết hôn với mèo. Giữa ngày xưa, ở một làng nọ, có một anh nông dân nghèo sống một mình trong một căn nhà nhỏ. Chàng làm việc quần quật cả ngày, nhưng cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn. Tuy vậy, nhưng anh ta lại vô cùng tốt bụng và niềm nở, khiến mọi người xung quanh rất yêu mến. Gần nhà anh nông dân này là tên phú hộ giàu có nhất làng. Mặc dù cuộc sống vương giả là thế, nhưng tên phú hộ lại rất đỗi keo kiệt và tàn nhẫn với tất cả mọi người. Cả con mèo này nữa, nuôi mày chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ tổ tốn cơm thôi. Muốn rồi, ai còn đến tìm mình vào giờ này nhỉ? Đây chẳng phải là con mèo nhà phú hộ ư? Sao nó lại ở đây trong cái thời tiết mưa gió như thế này nhỉ? Nào mèo con vào đây, mày ở bên ngoài dễ bị cảm lạnh lắm. Mưa thế này thì đêm nay mày cứ ngủ lại đây, ngày mai tao sẽ đưa mày về nhà được chứ? Mới sáng ra, cái tên nghèo mạt hạng như nhà ngươi tới đây định xin xó gì? Cút về đi, ta không có cho nhà ngươi đâu. Khoan đã, thưa ngài, hôm nay tôi tới đây không phải để xin xỏ gì, mà tôi tới để mang trả lại con mèo này cho ngài. Nó đã đi lạc vào nhà tôi tối hôm qua. Không, nó là một con mèo vô tích sự, không bao giờ bắt chuột. Nhận nó lại chỉ tổ tông cơm, ta không cần. Dù sao nó cũng là do ngài nuôi, làm sao ngài có thể nói như vậy được? Nuôi nó ở trong nhà chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Mèo là của nhà ông, ông không nuôi thì bây giờ tôi biết phải đưa nó cho ai? Nếu không biết làm gì thì nhà ngươi vứt nó đi. Thật là một người độc ác, sao ông ta có thể vứt bỏ một con vật dễ dàng như vậy chứ? Thôi được rồi, đã thế thì mày hãy cùng tao về nhà đi. Dù tao có nghèo khó, nhưng tao nhất định sẽ không bỏ mặc mày như gã phú hộ keo kiệt kia đâu. Không còn cách nào, anh quyết định mang nó về nuôi. Bất cứ đồ ăn gì, anh cũng chia cho mèo, coi nó như người thân trong nhà. Này mèo con, nếu mày là người thì tốt quá nhỉ? Nếu như thế, thì trong lúc tao đi làm đồng, mày sẽ ở nhà xay gạo cho tao. Khi ấy cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn biết chừng nào. Mày hiểu tao nói gì sao? Chắc là tao tưởng tượng ra thôi, làm gì có chuyện ấy chứ. Ta phải đi ra đồng làm đây. Mày ở nhà ngoan và nhớ không được đi đâu đấy. Rõ ràng không có ai ở nhà, nhưng sao mình lại nghe thấy tiếng cối xay nhỉ? Ra là thế. Cảm ơn mày, mèo con. Cảm ơn mày đã giúp tao. Từ đó trở đi, trong khi anh nông dân ra đồng làm việc, thì con mèo ở nhà xay bột sẵn, làm tất cả việc nhà cho chàng. Vào một ngày nọ, khi anh nông dân tâm sự với con mèo: Mèo con à, ước gì mày là người thì tốt biết mấy. Những lúc vui buồn, tao sẽ có thể tâm sự với mày, và mày cũng có thể an ủi tao. Cuộc sống này đôi lúc thật khó khăn, giá mà có một người ở bên động viên để giải bày tâm sự thì tốt biết bao. Anh chủ, xin anh đừng buồn nữa. Mày biết nói tiếng người sao? Đúng vậy, vốn dĩ trước đây tôi là một con người, nhưng do một số lỗi lầm trong quá khứ nên bị phạt sống kiếp của một con mèo. Tội nghiệp mày quá. Lúc trước khi chưa gặp anh, tôi đã nghĩ sẽ sống cam chịu làm con vật suốt đời. Nhưng chính sự tốt bụng và chân thành của anh đã khiến tôi cảm thấy hối hận. Tôi muốn đi hành hương, muốn đi đến nơi của các vị thần để cầu xin được trở thành con người như xưa, để có thể báo đáp lòng tốt của anh. Nếu mày đã muốn như vậy thì hãy cứ đi đi, đừng quá để ý đến tao. Hãy mang chút tiền này đi đi, và đừng để lũ chó mèo hoang bắt nạt đấy nhé. Cẩn thận đấy, đi xong thì về với tao. Muộn rồi, mau về đi, kẻo tối đấy anh bạn. Được rồi, các anh cứ đi trước đi, tôi về bây giờ đây. Rồi vào một buổi sau đó, đúng 30 ngày, anh nông dân trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Và rồi anh rất bất ngờ khi thấy căn nhà của mình sáng choang, đồ đạc được sắp gọn gàng, sạch sẽ. Có chuyện gì xảy ra thế này? Còn cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Thiếp chính là con mèo được chàng mang về nuôi và được chàng cho đi hành hương đây. Thật vậy sao? Thật ra thiếp vốn là người,
nhưng do một số chuyện xảy ra trong quá khứ nên đã bị biến thành mèo. Nhưng chính nhờ lòng tốt của chàng đã giúp thiếp có thể đi hành hương và trở lại làm người. Thế là anh nông dân cùng cô gái kết hôn với nhau. Từ đó, hai người chăm chỉ lao động, cuộc sống của họ dần khấm khá. Còn về phần lão phú hộ, do ngày càng keo kiệt và tàn nhẫn, dần dần chẳng ai muốn làm thuê cho lão ta nữa. Chẳng mấy chốc, lão trở nên nghèo khó. Tấm cám. Ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tấm và Cám. Mẹ Tấm mất sớm, cha Tấm cưới thêm mẹ Cám. Khi cha Tấm lâm bệnh qua đời, bà dì ghẻ mẹ Cám hết sức cay nghiệt, bắt Tấm đầu tắt mặt tối làm việc. Củi đốn thế cũng nhiều rồi đấy, giờ con dẫn cả em Cám ra đồng bắt cá đi. Hãy đứa nào bắt được nhiều cá hơn, mẹ sẽ thưởng cho ếm đỏ. Dạ. Mẹ này, trời nắng thế mà mẹ nỡ bắt con. Nào, con gái của mẹ thông minh lắm cơ mà. Chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu kẻo về mẹ mắng. Ừ nhỉ, chị phải lội xuống ao rửa ráy. Đừng sợ, ta là Bụt tới giúp con. Tại sao con khóc? Thôi con hãy nín đi, trong giỏ con còn một con cá bông đây. Hãy thả nó xuống giếng nuôi. Khi cho bông ăn, con nhớ gọi: bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Bông bông bang bang, ra nó lén lút nuôi con cá bóng này, phải kể cho mẹ nghe mới được. Con đi chăn trâu, nhớ chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần, nhà làng bắt mất trâu đấy nha. Bóng bị người ta ăn thịt rồi, thôi con hãy nín đi, về nhà lượm lấy xương cá bỏ vào 4 cái hũ và chôn dưới 4 chân giường. Dạ. Cũng muốn đi dự hội hả? Nhặt riêng thóc với gạo ở đấu kia ra đã. Làm sao con khóc? Thóc và gạo đã nhặt riêng rồi, cơ sao con lại khóc? Dạ thưa Bụt, quần áo con rách rưới lắm lem quá. Con hãy đào 4 hũ chôn xương cá bóng ở 4 chân giường lên. Hạnh phúc sẽ đến với con. Giờ ta phải đi rồi. Tấm đào 4 hũ ở chân giường, quả thật có váy áo, giày thêu, lại có cả ngựa và yên. Cô lên đường trảy hội, vô tình đánh rơi một chiếc giày xuống cầu. Thì ra voi ta dừng lại vì chiếc giày này, dài đẹp vậy. Hẳn là người đi nó cũng rất đẹp. Hãy truyền lệnh cho tất cả đàn bà con gái đi trảy hội thử giày. Nếu ai đi vừa, thì ta sẽ lấy làm vợ. Mẹ xem này, chị Tấm cũng vào thử giày. Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chỉnh, mảnh chai bờ rào. Ôi chao, vừa khích như in, chủ nhân của chiếc giày đây rồi. Nhà vua mừng khôn xiết, rước Tấm về cung. Mẹ con Cám ganh tị không kể xiết. Nhân ngày Tấm về dỗ cha, họ đã bày mưu hãm hại cô. Nay là ngày dỗ cha con, con hãy trèo lên cây cao, hái xuống cúng cha. Chứng kiến lòng thành của con, cha nơi chín suối sẽ ngậm cười. Dạ, dì dạy phải. Dì ơi, dì làm gì dưới đó thế ạ? À, góc này nhiều kiến quá, dì đuổi kiến cho nó khỏi đốt con ấy mà. Chị Tấm không may qua đời, nay Cám là em vào thế chị. Tấm chết oan ức, biến thành con chim vàng anh bay vào cung vua, quấn quýt nhà vua không rời, làm Cám nảy lòng ghen lần nữa. Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi xào,
chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Vàng Ảnh, Vàng Anh có phải vợ anh chui vào tay áo? Cám tức tối về hỏi ý mẹ. Mẹ Cám xúi bắt chim ăn thịt lông chim mang đem chôn vào góc vườn, thì từ chỗ chôn lông chim mọc ra hai cây xoan đào. Nhà vua thường mắc võng dưới gốc xoan đào nằm nghỉ. Mẹ Cám xúi chặt hai cây xoan làm khung cưỡi. Có ca có két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Ma quỷ, để xem lần này giữa chốn đồng không mông quạnh này mi làm gì được. Thầy ơi, thầy rụng bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Từ khi mang quả thị về, thấy mình ra chợ, về nhà cơm nước tinh tươm, nay mình không đi đâu nữa. Từ đó, Tấm ở lại giúp bà cụ lo việc nhà, têm trầu cánh phượng cho bà bán. Cho đến một ngày, nhà vua vi hành qua. Bà ơi, trầu này ai têm mà khéo vậy? Trầu này con gái bà têm. Nhà vua vui mừng gặp lại người vợ hiền thục. Nghe cô kể sự tình, vua hết sức căm giận mẹ con Cám. Nhưng Tấm vị tha, không muốn truy cứu thêm lỗi lầm. Về phần mẹ con Cám, họ hổ thẹn và sợ hãi, bỏ xứ ra đi biền biệt, mãi mãi không dám trở về quê hương nữa. Bài học nhớ đời. Ông đã về rồi đó hả? Sao mặt mày xám xịt thế kia? Bà thì biết gì mà hỏi. Đường đường là lý trưởng, cũng có hạng trong làng, ấy thế mà tôi lại chẳng bằng Trang Quỳnh. Tiếng là ông ta không có chức sắc gì, nhưng lại thường được chúa gọi vào hầu. Trời ơi, ông thì làm sao mà so được với Trạng Quỳnh chứ? Ông ấy nổi tiếng khắp nơi, chỉ là không muốn làm quan thôi. Chứ cái ngữ như ông á thì làm sao bằng được mà đòi so sánh. Bà, bà cũng đúng. Hôm nay tôi nhìn thấy ông ta võng lộng về làng mà tôi hâm mộ quá. Ước gì mình cũng được như ông ấy nhỉ? Được đối đãi như quan to, được vào hầu chúa. Ông dốt thế, liệu mà thu xếp quà bánh sang nhà Trạng Quỳnh mà nhờ cậy ông ấy? Ông ấy tài giỏi, được chúa tin cậy như vậy, không chừng ông ấy có thể nói tốt cho ông dăm ba câu trước mặt chúa. Lúc ấy thì chúng ta sẽ thành ông nọ bà kia chả mấy hồi. Nhỉ, hay. Bà mau mau thu xếp cho tôi cái tráp lễ mừng, chiều nay tôi sẽ sang nhà Trang. Biết rồi. Kìa, ông Hương cả, sao ông ta lại ở đây nhỉ? Ông Hương cả đây à, sao ông lại ở đây? Việc của tôi liên quan gì đến ông mà hỏi? Quái lạ, vừa nãy ở gốc đa ngoài kia, mình cũng thấy mấy ông hương thân chức sắc lắm la lắm lét đi ra, giờ lại gặp tay Hương cả ở đây nữa. Xin hỏi Trạng Quỳnh có nhà không? Ông lý trưởng đây à, mời ông vào nhà chơi. Chuyện là vậy, mong Trạng chiếu cố giúp đỡ tôi, nói giúp tôi vài lời với chúa thượng, để ngài gọi tôi vào hầu, cho tôi được hưởng chút lợi nhà chúa. Tôi mà được làm ông nọ bà kia, nhất định sẽ không quên ơn Trạng. À, thì ra là như thế. Chuyện này cũng không có gì khó. Mấy ông hương thân, chức sắc trong làng cũng vừa đến nhờ tôi cả. Vậy là quan Trạng có cách phải không ạ? Thế này ông Lý à, ngày mai tôi sẽ lên kinh. Nếu ông muốn làm ông nọ bà kia thì tối nay đến nhà tôi đánh chén một bữa. Rồi ngày mai tôi sẽ đưa các ông lên kinh sớm để ra mắt chúa thượng. Ôi quý hóa quá, đội ơn quan Trạng. Quan Trạng đã thương cho như thế thì còn gì bằng. Tối nay tôi nhất định sẽ tới.
Thưa các vị hương thân, chức sắc, chỉ cần đợi đến ngày mai thôi, các vị sẽ trở thành những ông nọ bà kia hết. Tôi xin chúc mừng các vị trước. Nào, chúng ta cùng nâng chén, cạn. Chúng tôi xin đổi ơn quan trạng. Nào nào, các vị, cạn chén. Chà, rượu ngon. Người đâu? Các anh cứ theo kế hoạch mà làm. Vâng. Bà lớn ơi, ông lớn nguy rồi, dậy mau. Có chuyện gì mà ầm ầm lên thế? Ông nhà uống say bí tỉ nên bị cảm lạnh rồi. Bà phải đánh gió cho ông ấy ngay đi, nếu không sẽ nguy hiểm đấy. Phải đánh thật mạnh nhé. Uống say đến không biết trời đất là gì thế này, không cảm lạnh mới lạ đi. Đã thế cho biết tay bà. Chưa này, chưa này. Ôi đau quá, bà làm cái gì vậy? Ông là ai? Sao ông lại ở đây? Bà đâu có phải vợ tôi. Đây là đâu? Ôi mệt quá, sao mình lại ở trong nhà đó được nhỉ? Cút ngay! Ôi đau quá, sao lại thế này? Trời ơi, ông nọ bà kia hóa ra là thế này sao? Cả đám lại mắc lởm của trạng nữa rồi. Từ nay xin chừa. Lòng mẹ. Mẹ ơi, những dây bầu đã ra hoa rồi nè mẹ. Ừ, năm nay hoa bầu sai quá. Cứ sáng ra lại thấy chúng ngày một khác. Năm nay chắc là nhiều quả lắm mẹ nhỉ. Mẹ con mình chăm sóc thế cơ mà. Vậy là thấm thoát thằng Hùng đã đi vắng hơn chục năm rồi. Giờ lại tới mùa chúng mày ra hoa, ra quả đi. Mẹ. Ôi Hùng, con về rồi đấy hả? Sao dạo này ít về thế hả con? Dạ, dạo này con bận quá mẹ à. Vậy hả? Mà bận gì thì bận, vẫn phải giữ gìn sức khỏe con nhé. Dạ. Bận rộn, thế có thời gian để tâm đến chuyện kia mẹ dặn không? Chuyện gì ạ? Dạ, bố anh còn giả bộ, chuyện vợ con chứ còn gì nữa. Dạ, mẹ cứ thư thư đã. Con phải gây dựng sự nghiệp, xây cho mẹ cái nhà đàng hoàng to đẹp, rồi mới tính đến chuyện ấy. Mẹ là mẹ thèm bế cháu lắm rồi. Anh tính sao thì tính. Thôi vào nhà rửa chân tay mặt mũi đi cho tỉnh người. Dạ. Bà Hòa ơi, cắt cho tôi chục quả bầu đi. Vâng, bác đợi tôi chút. Bầu năm nay sai quá bà nhỉ. Quả nào quả nấy nhìn bóng mỡ thích mắt quá. Vâng, vụ năm nay bầu ngon và đẹp hơn mỗi năm bác ạ. Đây, em gửi tiền bác. Mai em vào bác lại để cho em thêm chục quả nữa nhé. Vâng, mai bác cứ vào tôi sẽ cắt cho. Mẹ ơi, con bảo này. Thôi mẹ đi nghỉ cho khỏe. Suốt ngày mẹ chăm nơm, tưới tắm, nắng nôi như thế, mà nào có được bao nhiêu tiền? Anh nói vậy, thuở xưa không có vàng bầu này, có mà anh được như bây giờ chắc. Vâng, thì ngày xưa khác, bây giờ khác rồi mẹ. Nói vậy thôi, chứ bây giờ con đi xa, mẹ có vàng bầu chăm sóc, tưới tắm, nhìn nó ra hoa, đậu quả cũng vui lắm đó con. Nhưng mà mẹ... Thôi mà, mẹ vẫn còn khỏe mà con. Hơn nữa, làm việc như thế mẹ thấy vui, mà lại có thêm đồng ra đồng vào giá hơn à. Con không phải lo cho mẹ đâu. Mấy bữa nữa, khi công việc làm ăn của con thuận lợi, con sẽ về xây cho mẹ một căn biệt thự thật lớn. Khi đó mẹ cho con dỡ vàng bầu này đi nhé. Ôi dào, biệt thự biệt theo làm gì? Mình mẹ ở hết bao nhiêu mà xây cơ chứ. Con định thành lập công ty thật ư? Vâng, con quyết định dành số tiền có trong tay để cùng anh bạn đầu tư bất động sản. Lĩnh vực này đang rất hot mẹ à, triển vọng lắm.
Làm gì cũng nên tính kỹ nghe con. Lĩnh vực mới, kinh nghiệm chưa nhiều, mẹ nghĩ là... Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Bọn con tính kỹ lắm rồi. Chắc chắn thành công chỉ là một sớm một chiều thôi mẹ à. 9, 10, 11. Dàn bầu sai thế mà rồi cũng bán sắp hết. Sao nóng ruột thế không biết. Mấy hôm nay không thấy thằng Hùng gọi điện hay nhắn nhủ gì hết. Hời, không biết có chuyện gì với nó nữa. Mẹ! Hùng, sao thế? Ốm hả con? Sao mặt mũi bơ phờ như vậy? Có chuyện gì thế hả con? Bọn con Hùng vốn làm ăn, nhưng không ngờ đối tác lại là một công ty lừa đảo. Hai đứa bị lừa hết sạch tiền đầu tư, suýt nữa thì dính vào vòng lao lý rồi. Thôi chết, thảo nào mấy hôm nay lòng mẹ nóng như lửa đốt. Mà mẹ đã dặn con rồi, làm ăn phải hết sức cẩn thận. Đúng là bọn con đã vội vàng quá, giờ con đang lo đến món nợ trước mắt. Con cầm lấy. Đây là... Là số tiền bố mẹ dành dụm tích cóp từ việc trồng bầu bao năm nay. Mẹ, con đã không có cho mẹ thì thôi, sao có thể lấy tiền dưỡng già của mẹ được cơ chứ? Là tiền bố mẹ dành dụm cho con bao năm từ vườn bầu, định để sau này khi con lấy vợ thì sẽ đưa. Nhưng bây giờ có lẽ là lúc cần đến rồi. Mẹ, sao nhiều tiền thế? Gấp gió thành bão con à. Mỗi quả bầu tuy không được là bao nhiêu, nhưng một khi biết dành dụm, chắc chiêu, thì rồi nó cũng sẽ thành nhiều, giúp ta làm được nhiều mà con. Mẹ, con thật tệ. Mẹ đã nuôi con mấy chục năm rồi mà vẫn chưa một ngày được con báo đáp. Mấy chục tuổi rồi mà con chỉ là một thứ quả xanh non mà mẹ phải chăm sóc lo lắng. Thôi nào, con trai ngốc nghếch của mẹ, hãy gắng làm lại. Cũng như dàn bầu của nhà ta, lại sắp sửa bắt đầu một vụ mới rồi. Tuổi thơ của con. Alo, mẹ à, con đây. Sao cơ, thằng Ngô? Vậy mà sao bây giờ mẹ mới gọi cho con? Vâng, con chào mẹ. Con trai tôi đang ốm, nên ngày mai tôi xin nghỉ phép về quê độ 2 hôm. Chỉ về quê thì ai trông em bé? Tôi biết việc này hơi đột ngột, nhưng cô cho tôi nghỉ 1 hôm thôi cũng được, để tôi về với con một lúc. Em nghỉ tạm 1 hôm trông con cho chị ấy về thăm con. Công việc của em ở công ty còn chất đóng, nghỉ sao được mà nghỉ? Tóm lại là chị không thể nghỉ được. Cô có thể trừ lương tôi, con tôi cần. Vấn đề không phải ở chuyện lương bổng, tôi hoàn toàn có thể trả thêm tiền để chị ở lại. Tôi thật sự rất bận, chị hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Không biết giờ này con thế nào rồi? Chị Mai à, chị Mai qua xem thằng bé thế nào này. Dạ, tôi qua đây. À du hài. Alo, gì cơ? Tôi sẽ về ngay. Cô chủ ạ, mẹ tôi chăm cháu trong bệnh viện, không may ngã gãy chân, tôi phải về quê ngay bây giờ. Hiện giờ tôi rất bận, mong chị hiểu cho. Tôi nhất định phải về quê ngay bây giờ, cô phải trở về nhà ngay. Sao giờ này vẫn chưa về nữa? Bột tôi đã nấu sẵn bỏ trong tủ lạnh, cô chỉ cần đảo nóng lại trước khi cho ăn. Tôi phải đi cho kịp chuyến tàu. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. We open. The scars have awoken. I can't. Mẹ bỏ cả công việc để về đây với con không hả? Nín đi, nín đi. Mẹ thương nào. Mẹ đi với con qua thăm bà nhé. Vâng ạ. Con đã về rồi đấy à. Mẹ đã đỡ đau chân chưa? Đỡ rồi. May mà cô hai hàng xóm vào trong hộ thằng này, không mẹ chẳng biết phải làm thế nào.
Vâng, tôi nghe đây. Khi nào thì chị lên? Chị thu xếp việc nhà nhanh nhé. Tôi sẽ thu xếp lên sớm. Mẹ ở nhà với con. Con à, mẹ... Con không yên lấy một lúc được à? Chào cô. May quá chị lên rồi. Tôi cứ lo là chị không lên sớm được. Giờ thì an tâm rồi. Tôi lên là để xin phép cô nghỉ việc và thu dọn đồ đạc. Gì cơ? Mẹ và con tôi đều ốm, mà nhà lại chẳng có ai, nên chắc tôi phải về quê một thời gian. Tôi biết phải làm thế nào bây giờ. Tôi sẽ giới thiệu cho cô một vài người quen ở quê để thay tôi. Thằng bé rất quý chị. Đến tôi mà nó cũng chẳng cần. Thay người khác biết làm sao đây? Chỉ vì cô quá bận rộn với công việc nên không có thời gian bên con. Chứ con nào mà chả cần mẹ nhất. Tội nghiệp thằng bé, chẳng mấy khi được mẹ bế bồng. Công việc thì có thể làm cả đời, nhưng tuổi thơ con chỉ có một mà thôi. Nó chỉ gắn bó với mẹ thuở nhỏ thôi. Nếu ta không ở bên con để con cảm nhận được tình yêu thương của mình, thì sau này e là khó có thể. Tôi bất đắc dĩ lắm mới phải xa con lên thành phố làm việc. Lúc nào cũng mong muốn được ở bên con. Chị nói đúng, lúc nào tôi cũng coi trọng công việc hơn con. Tôi sẽ cố gắng hơn. Nào, Bo ngoan, ngồi lại bên mẹ nhé. Chị lên phòng thu xếp đồ để ngày mai về với hai bà cháu. Chị yên tâm đi, tôi sẽ không để thằng bé cảm thấy thiếu tình. Chuột con bướng bỉnh. Ờ, sếp kìa, sếp về làng bà con ơi. Mau mau đến xem thôi. Vui quá à, mình cũng phải vào xem mới được. Hoàng hô, giỏi quá, giỏi quá. Tuyệt vời, thật không thể tin được luôn. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Chuột con, trả ngay quả trứng cho gà mẹ mau lên. Đấy, cô nhìn xem, thật hết nói nổi con nhà cô. Nó cả gan lấy cả trứng của tôi để làm trò hề nữa kia kìa. Đến chết với con mất thôi. Suốt ngày gây chuyện, khiến mẹ xấu hổ với mọi người. Biết bao giờ con mới thôi bày những trò vớ vẩn như thế này nữa. Ôi mẹ ơi, đa tay con. Như con nhà người ta từng này tuổi, đã biết giúp mẹ ra ngoài kiếm thức ăn cho gia đình, hoặc ít nhất cũng chăm lo học hành, bài vở. Còn con nhìn lại con xem, tối ngày bày ra những trò vớ vẩn, lố lăng à. Con không bày trò lố lăng, con biểu diễn và được mọi người tán thưởng. Không phải ai cũng làm được như con đâu mẹ ạ. À. Con còn dám cãi mẹ nữa chứ. Thế con có nghĩ cho mẹ chút gì không? Người ta bảo mẹ không biết dạy con kia kìa. Bao giờ con mới hiểu chuyện đây? Con sẽ xin vào đoàn xiếc làm, rồi đi biểu diễn khắp nơi. Khi đó, mọi người sẽ công nhận tài năng của con và con sẽ nổi tiếng. Con đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Thực tế không dễ như là con tưởng tượng đâu. Con đã lớn rồi, con muốn làm gì kệ con. Dạ, cháu chào bác ạ. Chào cháu, cháu tìm gặp ta có chuyện gì vậy? Dạ, cháu muốn được tham gia đoàn xiếc của bác ạ. Nhưng cháu bé tí thế này... Tuy bé, nhưng cháu có thể làm được nhiều trò lắm ạ. Như là... Cháu có thể cưỡi ngựa được ạ. Hãy cẩn thận. Hả? Leo từ đâu được giờ nhỉ? Chỉ có mỗi đuôi là bám được để đu lên. Được rồi, mình sẽ leo từ đuôi. Bám được rồi. Ôi trời ơi, sai nắm đuôi của tôi vậy. Cứu với. Tranh còn láo toét, mới sáng ra đã chơi đùa kỳ cục. Lần sau để ta bắt gặp thì đừng trách. Cháu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Cháu không sao bác ạ. Không sao là tốt rồi. Bác hiểu, cháu rất đam mê diễn xiếc. Nhưng để theo được nghề này, cháu phải trải qua một quá trình luyện tập bền bỉ và cực khổ. Giờ cháu hãy còn bé, chỉ cần chăm chỉ học hành, chăm ngoan, nghe lời bố mẹ là được rồi. Thật là mất mặt quá đi mất. Khi nãy giờ bất cẩn nên mình chưa leo lên được lưng ngựa. Chứ không thì mình đã có một màn cưỡi ngựa hoành tráng rồi. Được rồi, mình sẽ trổ tài một lần nữa. Và bác chuột sẽ phải mời mình vào đoàn xiếc cho bà xem. Mẹ ơi, chiều mai mẹ mà rảnh thì ra đầu làng nha.
con có bí mật muốn cho mẹ xem. Sao, có chuyện gì nữa hả con? Mẹ cứ ra thì biết ngay. Ôi dào, mẹ còn bận đi kiếm ăn, đâu rảnh mà đi chơi bời với con. Chắc con lại bày ra mấy cái trò vớ vẩn nữa hả? Con mà chịu khó đi kiếm ăn với mẹ thì có phải tốt hơn không? Mẹ lại nói vậy nữa rồi. Để rồi xem, mẹ sẽ phải công nhận mình không phải đứa vô dụng. Hãy nhìn kìa, cậu ấy leo lên đấy làm gì đấy? Cậu ấy biết diễn xiếc kìa, là đi trên dây đó. Giỏi quá chừng, có kém gì diễn viên xiếc đâu. Tôi là hàng xóm với cậu ta đó, có lần cậu ấy còn đi trên một quả trứng dễ như bỡn ấy. Wow, tuyệt thật đấy, bé vậy mà giỏi quá à. Hả? Không biết có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông thế kia nhỉ? Có chuyện gì mà tụ tập đông thế hả các bác? Kìa, chùa con nhà chị đang biểu diễn xiếc trên không trung kia kìa. Hả? Ôi, chùa con, sao con tôi lại leo lên kia làm trò gì thế? Mẹ cũng đến xem mình biểu diễn ư? Hát vịt, mà bơi ra cứu cậu ấy đi. Ôi, chùa con của mẹ. Ôi, lại trời, cứu được cậu bé. Ôi, chùa con của mẹ, mẹ cứ nghĩ là sẽ mất con rồi. Mẹ, con xin lỗi. Sẽ chút nữa con đã mất mạng chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Từ nay con hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải phiền lòng nữa. Con biết lỗi của mình là được rồi. Thật may là con vẫn bình an. Những trò diễn xiếc vô cùng mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể xảy ra tai nạn ngay. Vậy nên không được tự ý tập luyện khi chưa được sự cho phép của người lớn. Cháu nhớ chưa? Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Không riêng gì nghề xiếc, nghề nào cũng vậy, phải học hành bài bản, từng bước. Suy nghĩ nóng vội thì không thể nào thành công được. Có công mài sắt, có ngày mới nên kim được. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.